Hình ảnh người đàn ông gầy ốm, mù lòa ngồi bên lề đường Yên Ninh, thành phố Phan Giang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, ôm đàn hát tình ca đã quen thuộc với người dân và du khách. Ít ai biết, ông hành khất 60 năm và nuôi 5 người con. Đó là ông Nguyễn Văn Minh, 73 tuổi, ngụ ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Hành nghề ăn xin hơn 60 năm, dù nắng hay mưa, hàng ngày ông vẫn lần mò, rảo bước cùng cây đàn và những ca khúc trầm bổng, mong đón nhận lòng trắc ẩn của người qua đường. Ông kể về cuộc đời mình. Năm lên 7 tuổi, sau một cơn bệnh nặng, đôi mắt của ông bị mù. Ông lớn lên bằng tình thương của gia đình. Do hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn, năm 13 tuổi, ông bươn trải vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề ăn xin. Trên đường mưu sinh, tình cờ gặp một ân nhân và người này đã đưa ông đến một trường dành cho người khiếm thị để xin học nghề và ông chọn học đàn guitar để sau này có cái nghề đàn ca nuôi sống bản thân mình. Sau năm 1975, ông về Ninh Thuận và tiếp tục ôm đàn, hát rong giữa phố phường. Ông gặp rồi yêu người phụ nữ có chung hoàn cảnh khi cả hai cùng tá túc trong ngôi đền nhỏ ở thị trấn Khánh Hải. Kết quả của mối tình ấy là 5 người con lần lượt chào đời, trong đó có 2 con trai và 3 người con gái. Một mình ông phải lo cho 7 miệng ăn trong suốt nhiều năm liền. Ông nói, suốt cuộc đời này sống bằng nghề hành khất để nuôi 5 con trưởng thành cũng là một kỳ tích đối với tôi. Hiện nay, 5 người con của ông đã có gia đình, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, không thể bao bọc được cho ba mẹ, nên ông tiếp tục ôm đàn để hát những bản tình ca, mưu sinh khi tuổi đã xế chiều.